bạn đang theo dõi chương trình thời sự 18 giờ 30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Chương trình thời sự tối thứ Ba ngày 4 tháng 4 năm 2023 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, thực hiện quy chế chương trình làm việc toàn khóa, hôm nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh khai mạc hội nghị trực tuyến 3 cấp, kiểm điểm đánh giá về tình hình kinh tế xã hội sơ kết quý 1, xây dựng phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Thành Ngại cùng chủ trì hội nghị. Quý 1 năm 2023, các cấp các ngành đã tập trung triển khai quán triệt thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm điểm sự lãnh đạo điều hành tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trên lĩnh vực kinh tế xã hội, góp phần đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng 9,05% so với cùng kỳ, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt khá và tăng so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh ổn định, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố kiện toàn, hoạt động hiệu quả. Về chương trình công tác quý 2 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Việt cho biết, các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu đề ra, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, trong đó tập trung một số công tác trọng tâm như hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Rà soát, tham mưu xây dựng kế hoạch đề cương dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đôn đốc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm trong năm 2023. Tập trung triển khai đồng bộ có hiệu quả chiến dịch 69 ngày đêm, nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn. Với quan điểm kiểm điểm thực chất, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải nêu những tồn tại liên quan đến trách nhiệm, phạm vi, quy trình giải quyết công việc của từng ngành, từng địa phương. Thẳng thắn chỉ rõ từng tổ chức, từng đơn vị, từng cá nhân cần nhìn nhận, tự soi, tự sửa để kiểm điểm. Trên tinh thần đó, tại phiên họp chiều hôm nay, đại biểu tại các điểm cầu đã tập trung thảo luận liên quan đến các báo cáo sơ kết, đánh giá trong quý 1 về tất cả các mặt công tác, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Các kết quả cùng những nguyên nhân tồn tại hạn chế trong báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nêu, cho ý kiến về chương trình công tác lớn trong quý 2 của Tỉnh ủy để tập trung chỉ đạo trong toàn đảng bộ. Thảo luận các văn bản về kiểm tra giám sát của đảng, kiểm điểm, phê bình, nhận xét, đánh giá cán bộ, xếp loại cán bộ đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo quản lý. Nhận xét đánh giá tập thể, các cấp ủy tổ chức đảng và công tác quản lý phát triển đảng viên, một trong những nội dung mới so với những năm trước đã làm. Thảo luận về 3 chương trình của Tỉnh ủy để cụ thể hóa thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Trong phiên họp ngày mai, 5 tháng 4, hội nghị sẽ tiếp tục có những chỉ đạo quan trọng về phát triển kinh tế xã hội quý 2 năm 2023. Chiều ngày 3 tháng 4, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Việt đã trao bằng khen cho tập thể Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có thành tích trong đợt cao điểm phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới biển của tỉnh. Trong thời gian diễn ra đợt cao điểm, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xử lý 34 vụ trên 73 đối tượng vi phạm pháp luật, triệt phá thành công 2 vụ, 3 đối tượng tàn trữ vận chuyển trái phép chất ma túy, 5 vụ, 25 trường hợp liên quan đến vận chuyển trái phép dầu trên biển. Phát hiện lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 29 vụ, 52 trường hợp, phạt tổng số tiền 747 triệu đồng. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt 1 vụ, 1 tàu cá, liên quan 6 thuyền viên vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng và tịch thu 1 tàu cá vi phạm. Cũng trong chiều hôm qua, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau. Trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, Bộ đội Biên phòng Cà Mau đã tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao những kết quả mà Bộ đội Biên phòng Cà Mau đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong giữ gìn an ninh trật tự vùng biển, trong vận động nhân dân không vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU. Dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đã trồng cây lưu niệm, ghi sổ vàng truyền thống và tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau. Những ngày gần đây, giá tôm sú loại 20 con 1 kg trên địa bàn huyện Ngọc Hiển tăng lên, mang lại lợi nhuận cao cho người nuôi tôm. Theo đó, tôm sú loại 20 con 1 kg đang được thương lái thu mua với giá từ 280.000 đồng đến 295.000 đồng 1 kg, tăng 40.000 đồng 1 kg so với năm ngoái và được duy trì ổn định trong thời gian qua. Giá tôm cao, người nuôi rất phấn khởi vì tăng lợi nhuận. Hiện nay, các hộ nuôi tôm trên địa bàn huyện vẫn duy trì mô hình nuôi tôm sinh thái và quảng canh cải tiến với diện tích trên 40.000 ha, đối tượng chủ yếu là tôm sú. Tôm sú sinh thái được các công ty chế biến thủy sản thu mua với giá ổn định. Riêng những tôm sú còn sống, giá sẽ tăng thêm 30% vì mặt hàng này được thị trường trong và ngoài nước rất ưa chuộng. Làng nghề cá khô Bổi, Kinh Tám Khện thuộc ấp Đá Bạc A, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời hình thành hàng chục năm qua. Nhờ con khô bổi mà bà con làng nghề đổi đời từ nghèo khó thành khá giả. Tuy nhiên, theo thời gian, thách thức đặt ra là cạnh tranh về chất lượng và giá cả. Cơ sở sản xuất khô bổi Như Ý, Kinh Tám Khện mỗi ngày bình quân nhập hơn 1 tấn cá bổi tươi để làm khô. Giá cá tươi loại 1 hiện gần 80.000 đồng 1 kg. Sau khi chế biến, khoảng 2,2 kg cá tươi mới được 1 kg cá khô. Giá cá khô bổi bán ra thị trường 210.000 đồng. Nếu trừ các chi phí gồm nhân công mần cá, muối, phơi sấy, đóng gói, vận chuyển, lời lãi không là bao. Nếu mà nói người kinh doanh hiện tại bây giờ mặc cá khô này nó không ảnh hưởng tới môi trường. Biết sao không? Bởi vì là cái đầu cá, ruột cá cho cá giò ăn, dãy cá đã bán được. Đó, rồi chỉ có rửa ra nó ảnh hưởng, nó chỉ có ra nhất tới môi trường mà nó tốt. Nó tốt các mọi thứ vật mà cá nó cũng dồn lại vì nó ăn cái chất mỡ, còn cái lục bình cỏ gì nó cung cấp dinh dưỡng đầy nhóc đầy chơi, lúc vẫn tốt mịt rồi chứ không ảnh hưởng tới môi trường. Ngoài bán khô, bà con còn bán các phế phẩm và trứng cá bổi. Hiện tại 1 kg trứng cá bổi tươi khoảng 55.000 đồng, rùa cá bổi nếu tháng dầu mỗi lít bán được 15.000 đồng, đầu cá thì làm thức ăn cho cá tra, dãy cá cũng bán được 3.000 đồng 1 kg. Giá thành sản xuất khô bổi giảm, còn giá trị con cá bổi được nâng lên từ khi các cơ sở sản xuất chuyển đổi từ sấy cá bằng lò than đá sang lò điện. Sấy bằng điện, con khô sạch hơn, ngon hơn và giá chỉ bằng 1/5 so với sấy lò than. Sấy bằng điện bình quân mỗi tháng, mỗi cơ sở sản xuất khô bổi tiết kiệm được khoảng 20 triệu đồng. Sạch sẽ, không còn dơ nữa. Nhưng cá ăn thì mình ổn định, không bị bệnh hoạn. Hồi đó chạy than đá, có khi than đá nó bay bụi đó mình cũng không biết. Những người tiêu dùng ăn uống có khi có rửa hay không mình chưa biết. Còn mình hiện tại bây giờ thì này sạch đó, thấy rõ ràng là sạch. Mới tụi tôi thấy thằng em tôi làm rồi mới tôi làm theo. Vệ sinh môi trường, làng nghề khô bổi Kinh Tám Khện sạch sẽ, nhà cửa khang trang sạch đẹp. Bà con làng nghề đang hướng đến xây dựng thương hiệu khô bổi sạch. Nếu mà trời mưa phơi nắng cũng phải gáo nước mới vô lò sấy được. Còn trời nắng này á là mình phơi cho nó khô luôn. Mình vô lò sấy thì nó tốn điện ít, tốn chi phí ít. Mà tại sao mình phải nắng rồi mà không vô lò sấy nữa? Thì nó đâu có khô được đâu, phải cho nó giết vô lò sấy cho nó diệt khuẩn, ba cái thí dụ là ba cái ruồi đó nó tựa trứng rồi đó cho nó chết. Sản xuất sạch, mọi thứ đều bán được, nếu không sẽ trở thành thức ăn để nuôi cá tra trong ao hoặc cho cá dưới dòng kinh sinh sôi. Còn cá bổi đang được nâng tầm giá trị, cùng với đó là đời sống của bà con làng nghề ngày càng sung túc hơn. Thưa quý vị, nếu như trước đây người dân thường chọn sò huyết giống đã qua ương dèo để thả nuôi với giá bán khá cao, thì hiện nay nhiều hợp tác xã trên địa bàn huyện Cái Nước thu gom sò huyết giống trong tự nhiên có kích cỡ bằng hạt cám, thuần dưỡng trong thời gian ngắn để thích nghi với điều kiện môi trường và nguồn nước. Sau khi mua sò giống được các hợp tác xã thuần dưỡng, bà con nông dân sẽ tự ương gieo. Cách làm này giúp giảm giá thành, tiết kiệm chi phí đầu tư sò huyết giống, đồng thời nâng cao hiệu quả mô hình nuôi sò huyết xen canh trong chuồng tôm. Mô hình nuôi sò huyết xen canh trong vuông tôm tại huyện Cái Nước khá hiệu quả. Sò huyết dễ nuôi, không đòi hỏi kỹ thuật cao, đầu ra giá cả ổn định, vì thế được nông dân chọn nhân rộng. Để giúp bà con nông dân có thêm sự lựa chọn sò huyết giống chất lượng, giá thành hợp lý, nhiều hợp tác xã ương gieo sò huyết giống trên địa bàn đã thu gom sò giống trong tự nhiên, mang về thuần dưỡng trong thời gian ngắn để sò thích nghi với điều kiện môi trường và nguồn nước ở địa phương. Sau đó cung ứng cho bà con nông dân mang về tự ương gieo trong vuông tôm. Với giá bán từ 20 đến 40 đồng một con sò huyết có kích thước bằng hạt cám, rẻ hơn nhiều so với giá sò giống trọng lượng từ 1 đến 2.000 con một ký, giá bán dao động từ 150 đến 200 đồng một con. Sò bự thì đem về cái điều kiện nước nôi rồi nó cũng có khi nuôi go. Còn cái giống sò này cám thì mình đem về mình trải nghiệm vuông, nó từ quen nước từ nhỏ tới lớn, cho nên mình thả nó rất ok. Nhưng mà có cái cực là mình phải chịu khó dèo, rồi mình làm cho nó lớn rồi mình mới đem ra vuông mình gãi thì nó ngon hơn. Đối với mô hình sò huyết á, thì thực hiện các cái mô hình mà thực hiện hiện đại hiệu quả đó, thì đối với huyện xã sẽ đăng ký với phòng nông nghiệp huyện, sẽ làm cái hội thảo đầu bờ, thì mời các cái trước mắt là thành viên chúng ta hợp tác, rồi sau đó là cho nhân rộng thí điểm vuông mà có cái điều kiện để nuôi. Trong quá trình khảo sát thì nhân rộng trước, rồi sau đó thì nhân rộng trong ấp Trần Mót cũng như là các ấp khác. Với cách ương sò huyết mới này, không chỉ nông dân huyện Cái Nước có thêm sự lựa chọn, tiết kiệm chi phí đầu tư con giống, mà còn giúp nông dân tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình lao động sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả cho mô hình nuôi sò huyết xen canh trong vuông tôm. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ngày 3 tháng 4 đã ký phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng có thu nhập thấp, công nhân, khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn, giai đoạn 2025-2030 hoàn thành khoảng trên 630.000 căn. Về mức giá, đề án đặt mục tiêu xây dựng mức giá phù hợp với khả năng chi trả của công nhân và người lao động có thu nhập và trung bình thấp. Nhằm hỗ trợ về tín dụng, trước mắt đề án tập trung phối hợp với Ngân hàng Nhà nước triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng để cho chủ đầu tư và người mua nhà được vay với lãi suất thấp hơn từ 1,5 đến 2% so với lãi suất cho vay trung dài hạn các ngân hàng. Theo tính toán, để đảm bảo mục tiêu phát triển nhà ở xã hội đề ra đến năm 2030 sẽ cần khoảng trên 849.000 tỷ đồng. Ngày 3 tháng 4, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng xe ô tô cứu thương trị giá hơn 800 triệu đồng cho bếp ăn tình thương huyện Đầm Dơi. Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận xe cứu thương, lãnh đạo huyện Đầm Dơi trân trọng nghĩa cử của Phật tử Hòa Hảo thành phố Hồ Chí Minh. Món quà sẽ giúp huyện có thêm trang thiết bị vật tư y tế, phục vụ công tác điều trị bệnh nhân, đẩy mạnh phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Nhân dịp này, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Hồ Chí Minh còn trao tặng gạo, các nhu yếu phẩm cho bếp ăn từ thiện huyện Đầm Dơi trị giá hơn 100 triệu đồng. Hôm qua, Thư viện tỉnh Cà Mau phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện U Minh tổ chức chương trình xe ô tô thư viện lưu động, ánh sáng tri thức và tổ chức các hoạt động vui chơi ngoại khóa cho các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Khánh Lâm. Chương trình đã mang đến hàng trăm đầu sách các loại để các em tham khảo và tìm hiểu kiến thức. Bên cạnh đó, các em còn tham gia các hoạt động tương tác với sách thông qua trò chơi, đố vui, đoán chữ, trả lời đúng có thưởng. Chương trình sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động này tại trường tiểu học Thái Văn Lung ở thị trấn U Minh vào ngày 5 tháng 4. Bộ Tài chính đề nghị chưa giảm lệ phí trước bạ ô tô. Nội dung mới được Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ sau khi được giao nghiên cứu chính sách gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và giảm phí trước bạ cho xe ô tô lắp ráp trong nước. Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đề nghị Chính phủ nghiên cứu xem xét ban hành chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và cho ô tô sản xuất lắp ráp trong nước trong thời hạn nhất định. Ngay sau thông tin trên, Hiệp hội các nhà nhập khẩu ô tô tại Việt Nam cũng kiến nghị được hưởng chính sách tương tự như ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. hiệp hội này khẳng định 12 doanh nghiệp thành viên của mình gặp khủng hoảng tồn kho nghiêm trọng hơn. Quý vị thân mến, trước thực trạng nhiều thuê bao di động đăng ký bằng chứng minh nhân dân mà chưa đồng bộ với căn cước công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia, chiều 3 tháng 4 tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định thuê bao đã đăng ký bằng chứng minh nhân dân nếu như có thông tin đầy đủ và chính xác theo quy định thì vẫn hoạt động bình thường. Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm, việc thuê bao đăng ký bằng chứng minh nhân dân khi chưa có cơ sở dữ liệu quốc gia vẫn được ghi nhận. Nhà mạng sẽ chủ động rà soát đối chiếu dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của nhà mạng và hồ sơ đăng ký thuê bao trước đây của khách hàng. Cái hồ sơ đăng ký thuê bao chúng ta nhớ là bản giấy thôi, hoặc là bản photocopy của giấy tờ tùy thân để mà khẳng định cơ sở dữ liệu tại nhà mạng là trùng khớp với cái bản chụp giấy tờ. Khi mà đăng ký của khách hàng, cái việc này là nhà mạng tự làm, không có phiền gì đến người dân hết. Cũng theo đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, nhà mạng sẽ tiếp tục định kỳ đối soát cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi kho dữ liệu này có thêm thông tin mới về căn cước công dân của người dân để chuẩn hóa thông tin cho khách hàng. Cục Viễn thông cho biết, trong hơn 3,84 triệu SIM thuê bao mà doanh nghiệp xác định phải chuẩn hóa do sai thông tin so với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đã có 2,17 triệu SIM được chuẩn hóa thông tin cá nhân, chiếm khoảng 56,49%. Bên cạnh đó, có 1,67 triệu SIM bị khóa một chiều từ ngày 31 tháng 3 do chưa chuẩn hóa thông tin cá nhân theo quy định. Những thuê bao này sẽ không thể thực hiện cuộc gọi, nhắn tin, truy cập Internet di động. Tuy nhiên, chủ thuê bao vẫn còn 15 ngày để tiếp tục chuẩn hóa trước khi bị khóa hai chiều. 30 ngày tiếp theo, tức là đến ngày 15 tháng 5, thuê bao chưa điều chỉnh thông tin sẽ bị chấm dứt hợp đồng thu hồi số. Theo thông tin từ VNPT Cà Mau, đơn vị giữ vị trí đứng đầu về thị phần di động Vinaphone tại Cà Mau, tính đến ngày 30 tháng 3, VNPT Cà Mau đã thực hiện chuẩn hóa cho gần 80% số lượng khách hàng có thông tin sai so với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cà Mau là địa phương có số lượng thuê bao Vinaphone đã chuẩn hóa đạt cao, chỉ xếp sau Hà Nội. Hiện còn khoảng 10.000 thuê bao di động Vinaphone chưa thực hiện chuẩn hóa. Sau cái đợt mà 31 tháng 3 thì VNPT cũng đã sẵn sàng phương án là tiếp tục duy trì các cái điểm giao dịch trên địa bàn tỉnh. Trên 20 điểm giao dịch là sẵn sàng phục vụ bà con luôn ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Đồng thời là mở rộng cái khung phục vụ lên từ ví dụ như giao dịch 03 là đến 20 giờ tối thì bây giờ nâng lên là 21 giờ. Song song đó thì kết hợp với chính quyền địa phương là thực hiện các cái điểm booth, các cái điểm mà lưu động để hỗ trợ bà con mà vùng sâu vùng xa, bà con mà chưa có điều kiện đến các cái điểm giao dịch của Vinaphone để mà chuẩn hóa thông tin lại. Sau khi bị khóa một chiều, thuê bao sẽ bị khóa hai chiều trong 15 ngày tiếp theo và bị thu hồi số sau 30 ngày kể từ khi khóa hai chiều nếu không chuẩn hóa thông tin. Khi bị khóa liên lạc một chiều, số điện thoại vẫn có thể gọi miễn phí lên tổng đài của nhà mạng để giải đáp hướng dẫn. Người dùng có thể tiếp tục thực hiện chuẩn hóa qua ứng dụng, nền tảng web hoặc trực tiếp tại cửa hàng để mở lại liên lạc. Tổng đài của Vinaphone 1800 1091, Viettel 198, Mobifone 1800 1090. Trong trường hợp bị khóa liên lạc hai chiều, người dùng cần đến các điểm giao dịch của nhà mạng trên toàn quốc để được hỗ trợ thực hiện chuẩn hóa thông tin và mở lại liên lạc. Quá thời hạn 30 ngày kể từ khi bị khóa hai chiều, các số điện thoại chưa chuẩn hóa thông tin sẽ bị nhà mạng thu hồi. Việc chuẩn hóa thuê bao di động là một trong các hoạt động nhằm thực hiện đề án 06 của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện thủ thuật vượt quá nghiệp vụ cho phép là kết luận tại cuộc kiểm tra Viện Thẩm mỹ Diva trụ sở tại số PG101, khu nhà phố Vincom, đường Lê Duẩn, phường 9, thành phố Cà Mau vào sáng nay. Cuộc kiểm tra do Đoàn Kiểm tra Liên ngành Hành nghề Y Dược, Sản xuất Kinh doanh Mỹ phẩm, Dịch vụ Thẩm mỹ theo quyết định của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau. Kiểm tra tại Viện Thẩm mỹ Diva, đoàn phát hiện cơ sở này thực hiện thủ thuật treo cung mài cho bệnh nhân vượt qua phạm vi được cấp phép. Bên cạnh đó, cơ sở còn một số vi phạm khác như tiêm collagen cho khách hàng vượt quá phạm vi, thực hiện việc lễ mụn, nặng mụn, điều trị mụn, đốt nốt ruồi, xóa nốt ruồi nhưng không có chuyên môn cho phép. Cơ sở bán mỹ phẩm nhưng chưa đăng ký cấp phép kinh doanh mặt hàng này. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra lưu ý diện thẩm mỹ Diva chỉ được phun theo chân mày, không có sử dụng thuốc gây tê. Việc tư vấn hay thực hiện thủ thuật thẩm mỹ khác cho khách hàng là không đúng quy định của pháp luật. Đoàn kiểm tra đề nghị cơ sở ngưng ngay các thủ thuật không được phép và tiến hành đăng ký bổ sung cấp phép kinh doanh mỹ phẩm. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.